Cơm trong cái thấu này đựng cơm, đồ ăn để trên một cái bàn xay xoay 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 leo trên đó. Nước mắm ớt qua đây. What? Món gì vậy? Gỏi. Ngày mang gỏi à. Gỏi heo. Quá trời ngon này. Còn có một canh này. Canh cà ri, canh đỏ, canh chua hả? Canh chua. mới biết, hỏi anh em cũng không biết nữa này, nhưng mà là canh, món canh, nói chung là món canh. Đây là chén dùng để múc canh, dĩa này dùng để bới cơm à. Bới cơm nghe đây. Nhìn màu quá ngon. Ăn cơm cũng lên sóng các bạn. Quá cũng sao sự điều là bẩn. Dạ sáng này Johnny có nói là hay bạn này là thầy sáng tí là bên chính phòng xuống phòng sở. Ok. Còn đây là Phê Hoan có phòng mà công ty ta cũng được là chỗ cô Kim Khom. Sáng nay rất là tiếc không được là cùng làm việc với đội trưởng à, nhưng có việc. Dạ không sao. Rồi thì mình dùng cơm đi. Chờ cho nó. Chờ ngoài kia. Bây giờ phòng rồi. Phòng bên đây. Cái nào? Nhấn vào bìa vào đây, bìa nào đấy. Sati. Nhưng biết là coi là Sati. Sati. Chị chinh chân lại ý nhắn cái giấy giáo sát mà tí. Sati. Sati. คือแสดงว่าทางแม่จะดีกันได้นะครับ
không có thầy đó, ông nói chơi vậy đó, chơi thì cả ông rất là thoải mái, vui tính lắm. Ông có trong bộ đội mà, trong bộ đội Trường Sơn. Người nghe thông tin là xe con đi biển, cái mặt sắc đi biển. Cái sung bên Lào nữa, cháy một cái khủng khiếp luôn. Sung nè, hết biết lâu mới gặp cái sung, cháy quá chừng cháy luôn. Gà chùm chùm luôn nè, ngay cái sung gốc bự lắm nè, nhà bành kia luôn nè con ơi. Mình ngon biệt thự nha. Mua thử xe du lịch đậu 3-4 chiếc. Cái sông này trái nè, trái khủng khiếp luôn, trái chùm chùm luôn. Đó, kinh chưa, kinh chứ. Trái quá luôn, chùm chùm như rồi trái nho, chùm chùm như trái sung vậy, chùm chùm như trái sung luôn á. Các lô kiến màu vàng mới thấy luôn. Cái bên là cá đen xì, là cá chê, cá lô kiến nữa không, cá lô kiến màu vàng chứ. Mấy cá này đói dữ rồi, cá coi này đói dữ lắm rồi. Cá coi bên Lào nha, nhìn đẹp lắm. Có con cá lô kiến này độc quá nè, cá màu vàng với cá lô kiến màu vàng. Đủ màu, cá đủ màu. Màu đỏ nè, cái màu vàng nè, đó, cá này trứng nữa nè. Lên đây cá bảy màu. Vị gì? Cái gì? Không biết. Đây một cái sung nữa nè. Cái sung chứ. Chê cũng nhóc. Đây đi sùng nữa rồi, đi sùng nước sùng bằng kia.